Trung Quốc thường xuyên đe dọa sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan. Đáp lại, Đài Loan thề sẽ chiến đấu anh dũng để bảo vệ nền dân chủ của mình. Để trả đũa trong trường hợp bị tấn công, Đài Loan đã nghiên cứu các nhược điểm của Trung Quốc. Trong đó, họ nhận định rằng đập tam hiệp là điểm yếu lớn nhất. thưa quý vị, đập Tam Hiệp là một quả bom lụt tiềm tàng trên đầu 600 triệu người Trung Quốc. Con số này là gần một nửa dân số Trung Quốc. Nếu con đập bị sập, lũ lụt sẽ nhấn chìm toàn bộ vùng đồng bằng sông Dương Tử, từ Nghi Sương đến Vũ Hán, Nam Kinh đến Thượng Hải. Đây là khu vực kinh tế phát triển nhất của Trung Quốc. Trong một động thái mới nhất, các chuyên gia của Đài Loan cho rằng có thể nhắm vào đập Tam Hiệp bằng tên lửa để gian đe Trung Quốc. Tuần trước, Chủ tịch Bộ Lập pháp Đài Loan Dư Tích Khôn nói rằng Đài Loan đã sản xuất tên lửa Vân Phong từ năm 2002. Tên lửa Vân Phong có thể vươn tới Bắc Kinh và đó đã được sản xuất hàng loạt. Có nghĩa là Đài Loan về cơ bản đã sẵn sàng để chống lại Trung Quốc. Bên cạnh đó, từ bài phát biểu của Chủ tịch Lập pháp Đài Loan, chúng ta có thể nhận thấy rằng tên lửa Vân Phong là vũ khí đã 20 năm tuổi. Hiện tại, nó không chỉ được sản xuất hàng loạt, mà sau hơn 10 năm phát triển, nó đã phát triển lên thế hệ thứ hai, một thế hệ tiền tiến hơn. Chuyên gia quân sự Tống Triệu Văn là thành viên của Ủy ban Cố vấn Quốc phòng Quốc gia Đài Loan vào năm 2018, ông Tống cho biết qua một bài đăng trên Facebook rằng. Trong tương lai, nếu Đài Loan có hơn 500 tên lửa hành trình tầm cao vân phong, họ có thể cải thiện hiệu quả chiến đấu của quân đội Đài Loan, từ đó tạo ra một mối đe dọa đáng kể đối với đối thủ. Ông Tống cũng cho biết, ngoài việc có tầm tấn công hơn 1.200 dặm, tên lửa Vân Phong có thể đạt tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Do đó, tên lửa siêu thanh và hệ thống chống tên lửa nói chung sẽ khó có thể phòng thủ trước tên lửa này. Ngoài ra, tên lửa Vân Phong thế hệ thứ hai còn được trang bị công nghệ tàng hình. Vì vậy, radar Trung Quốc sẽ không dễ dàng phát hiện tên lửa này. Thưa quý vị, Đài Loan là một quốc đảo nhỏ bé, chỉ bằng một tỉnh của Trung Quốc. Vậy tại sao Đài Loan dám tấn công đập Tam Hiệp? Thế lực nào khiến một quốc gia luôn bị Trung Quốc chèn ép lại dám tấn công con đập? Mời quý vị cùng tôi tìm hiểu ba nguyên nhân sau. Nguyên nhân đầu tiên phải nói đến chính là nguyện vọng của người Đài Loan. Người Đài Loan không thích chính quyền của Trung Quốc nên bây giờ cũng không còn coi mình là người Trung Quốc nữa. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và một ngày nào đó Trung Quốc sẽ thống nhất Đài Loan với đại lục. Vì vậy, đã nghĩ ra nhiều cách dụ dỗ, uy hiếp để đạt được mục đích đó, gần đây nhất là dùng tiền. Chiến dịch của Trung Quốc bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái, khi một nhật do Bắc Kinh tài trợ, đăng một bài báo với tiêu đề Tương lai Đài Loan khuất phục sự thống nhất. Bài báo viết rằng nếu thống nhất với Trung Quốc, đại lục sẽ có lợi về mặt tài chính cho người Đài Loan. Bài báo cho biết, việc đoàn tụ sẽ tiết kiệm chi phí quân sự và chi phí ngoại giao lên tới 722 đô la Mỹ mỗi năm cho mỗi một công dân Đài Loan. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ước tính thu nhập bình quân đầu người hàng năm ở Đài Loan sẽ đạt gần 28.900 đô la Mỹ tương đương 671 triệu đồng vào năm 2021, trong khi của Trung Quốc là 11.890 đô la Mỹ tương đương 276 triệu đồng. Người Đài Loan có chấp nhận quay lại Trung Quốc để tăng thu nhập lên 2% không? Trong diễn đàn thảo luận trực tuyến lớn nhất của Đài Loan, PTT, một trong những người bình luận tiêu cực đã viết Hãy nhìn cách Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hứa với Hồng Kông và hãy nhìn Hồng Kông ngay bây giờ. Và một người khác viết Không có tự do phát biểu và không có tự do chỉ trích Tập Cận Bình. Không, cảm ơn. Tống Quốc Thành, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế tại Đại học Chính trị Quốc gia của Đài Loan nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng Tôi không nghĩ đề xuất này khiến người Đài Loan phải suy nghĩ nhiều. Tôi nghe điều này Hầu hết mọi người đều cảm thấy đó là một ý tưởng nực cười. Lời đề nghị từ Trung Quốc phản ánh quan điểm duy nhất của Đảng Cộng sản. Họ không hiểu người Đài Loan coi trọng tự do, nhân quyền và cảm giác hạnh phúc tinh thần của họ đến như mức nào. Bài báo cũng nói rằng vào năm 1991, 45,3% người dân ủng hộ việc tái thống nhất hai bờ eo biển. Nhưng trong cuộc khảo sát năm 2021, con số này giảm xuống chỉ còn 11,1%. Nguyên nhân thứ hai mà tôi muốn trình bày với quý vị là tiềm lực quân sự của hai nước. Trung Quốc không mạnh như chúng ta nghĩ và Đài Loan cũng không hề yếu. Lịch sử đã chứng minh những đội quân lớn cũng thường bị các nước nhỏ hạ gục. Ví dụ như Liên Xô ở Afghanistan, Vương quốc Anh ở Nam Phi, Ý ở Abyssinia, Pháp ở Algeria và đế quốc Nga ở Nhật Bản đều đã trải qua điều này. Không có lý do gì để tin rằng điều đó sẽ không xảy ra với Trung Quốc ở Đài Loan. Đài Loan nhận thức rõ rằng kẻ thù duy nhất của họ là chính phủ Trung Quốc. Vì vậy, từ lâu họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc xâm lược từ nước này. Đài Loan đang huấn luyện hơn 1,7 triệu quân chính quy và dự bị khoảng 300 máy bay chiến đấu trong đó có hơn 100 chiếc F-16, hơn 1.100 xe tăng chiến đấu, cũng như giàn pháo và khẩu đội tên lửa. Đài Loan đang ở vị thế phải hạ gục Trung Quốc. Đài Loan có thể không đánh bại được Trung Quốc, nhưng Đài Loan chắc chắn có thể ngăn cản chiến thắng của Bắc Kinh. Theo Easton và Sahad Kausso, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh của Hoàng gia Liên Hợp Quốc, kế hoạch của Trung Quốc xâm lược Đài Loan có khả năng sẽ xảy ra như sau. Quân đội Trung Quốc sẽ bắt đầu bằng một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng như cảng và sân bay quan trọng của Đài Loan để làm tê liệt quân đội của hòn đảo. Tuy nhiên Reuters cho rằng, năng lực vận tải của Trung Quốc hiện tại còn hạn chế và nước này sẽ không thể đổ bộ tất cả các lực lượng của mình trong một sớm một chiều. Trung Quốc sẽ phải đưa vào các tàu lăn bánh phi tiêu chuẩn và sẽ cần sử dụng các cảng và máy bay vận tải để chuyển quân từ từ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, quân đội quốc gia bảo vệ chặt chẽ các cảng và sân bay nên Trung Quốc sẽ không thể dễ dàng chiếm đóng trong thời gian ngắn. Các hoạt động đổ bộ của Trung Quốc sẽ đối mặt với rủi ro cực kỳ cao. Công tác hậu cần của Trung Quốc cũng phải đối mặt với những thách thức, vì bất kỳ lực lượng đổ bộ nào cũng cần được tiếp tế vũ khí, thực phẩm và thuốc men qua eo biển Đài Loan. Quân đội quốc gia có lợi thế là eo biển Đài Loan, nó là hào tự nhiên và có thể sử dụng các hoạt động đánh chặn, cắt đứt nguồn tiếp tế của quân đội cộng sản, làm giảm nghiêm trọng hiệu quả chiến đấu và sức chịu đựng của lực lượng đổ bộ. Do đó chỉ có một số lượng nhỏ quân Trung Quốc đổ bộ lên đảo. Bình lính Trung Quốc sẽ bắt đầu xâm lược trên bờ biển phía tây của hòn đảo. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Trung Quốc có 37 bến tàu vận tải đổ bộ và 22 tàu đổ bộ nhỏ hơn, cùng một số tàu khác. Tuy nhiên số lượng tàu chiến này có thể đủ để chiếm các đảo nhỏ hơn, chẳng hạn như các đảo ở Biển Đông. Nhưng một cuộc tấn công đổ bộ vào Đài Loan có thể sẽ đòi hỏi một kho vũ khí lớn hơn. Tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc đang mở rộng đáng kể tàu đổ bộ. Cao Số cho biết Lực lượng không quân của Đài Loan sẽ phải đánh chìm khoảng 40% lực lượng đổ bộ của quân giải phóng nhân dân để khiến loại nhiệm vụ tấn công này trở nên bất khả thi. Tức là chỉ cần đánh chìm 10 đến 15 tàu. Nếu quân Trung Quốc vượt qua eo biển, Trung Quốc vẫn cần tìm một nơi phù hợp để đậu cho các tàu của mình. Họ sẽ tìm kiếm một địa điểm đổ bộ gần đất liền và một thành phố chiến lược, chẳng hạn như Đài Bắc, với các cơ sở cảng và sân bay gần đó. Chỉ có 14 bãi biển tiềm năng và để ngăn chặn cuộc đổ bộ, các kỹ sư Đài Loan đã dành nhiều thập kỷ để đào các đường hầm và bong cơ ở các bãi đáp tiềm năng dọc theo bờ biển. Họ đã tạo các đường hầm dài dưới lòng đất với các kho tiếp tế ngầm cứng, trang trịt các bãi đổ bộ. Bờ của mỗi bãi biển đã được bao phủ bởi cây lá rào cạo. Ở các thị trấn gần bãi biển có nhiều nhà máy xử lý hóa chất, do đó quân xâm lược cũng sẽ đối mặt với những đám mây khí độc. Khi lực lượng đầu tiên của Trung Quốc băng qua bờ biển sẽ gặp phải một bức tường lửa bất ngờ bốc lên từ mặt nước từ hàng dặm đường ống dẫn dầu chìm bên dưới. Tiếp theo, họ phải đối mặt với lưỡi thép dao cạo, ván móc, ván lột da, hàng rào kẽm gai, trứng ngại vật bằng dây, giải gai, mìn, tường rào chống tăng, chứng ngại vật chống tăng, gai tre, cây bị đốn hạ, thùng chở xe tải và những chiếc xe bỏ hoang. Không quân Trung Quốc sẽ khó phân biệt được đâu là pháo thật trong hàng trăm mục tiêu nhử do quân đội Đài Loan tạo ra. Berkeley ghi lại trong cuốn sách của mình rằng, trong chiến tranh vùng vịnh năm 1990 đến 1991, 88.500 tấn bom mìn do Mỹ thả xuống nhưng không phá hủy được một hệ thống phóng tên lửa di động đường bộ nào của Iraq. Chiến dịch kéo dài 78 ngày của NATO nhằm vào hệ thống phòng không của Serbia, chỉ tiêu diệt được 3 trong số 22 khẩu đội tên lửa cơ động của Serbia. Do đó, không quân Trung Quốc khó có tỷ lệ thành công cao hơn khi nhắm vào hệ thống phòng thủ tên lửa và pháo cơ động của Đài Loan. Tờ Zipos bình luận rằng có nhiều thứ quan trọng hơn là số lượng, trong đó một yếu tố không thể đo lường được là động lực Zipos. Đặt câu hỏi liệu quân đội Trung Quốc có chuẩn bị sẵn sàng để chết hay không? Đồng thời, người Đài Loan sẽ đấu tranh cho ngôi nhà, gia đình và cách sống của họ. Và thực tế là quân đội Đài Loan được trang bị hiện đại hơn và có thể được đào tạo tốt hơn. Bên cạnh đó, tờ Business Standard cho biết, các chỉ huy Trung Quốc lo ngại họ có thể bị buộc phải tham gia một cuộc chiến vũ trang với kẻ thù được huấn luyện tốt hơn, có động cơ tốt hơn và chuẩn bị tốt hơn. Nguyên nhân cuối cùng là nếu Trung Quốc xâm chiếm hòn đảo thì Đài Loan sẽ không chiến đấu một mình. Phát ngôn viên quân đội Đài Loan Trần Trung Cơ cho biết tại cuộc tập trận xâm lược hàng loạt vào tháng 5 2019 rằng Đài Loan không muốn chiến tranh nhưng nếu Trung Quốc muốn có bất kỳ hành động nào chống lại chúng tôi, họ phải cân nhắc việc trả một cái giá đau đớn. Như Reuters đã nói rằng, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và Nhật Bản gần Đài Loan nên bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc nhất thiết phải được giám sát chặt chẽ. Dường như để tăng thêm khó khăn cho Trung Quốc, Tổng thống Joe Biden hứa rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị tấn công. Bởi vì, theo đạo luật quan hệ Đài Loan vào năm 1979, quân đội Hoa Kỳ được phép giúp đỡ Đài Loan trong trường hợp Đài Loan bị tấn công. Ngoài ra, Đài Loan được Nhật Bản và Hoa Kỳ coi là vùng đệm hữu ích ở châu Á Thái Bình Dương để chống lại sự bành trướng của hải quân Trung Quốc. Do đó, phó tư tướng Nhật Bản Taro Aso cho biết, Nhật Bản sẽ phải cùng với Hoa Kỳ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp hòn đảo này bị tấn công. Ngoài ra, hiệp ước an ninh Nhật Bản Hoa Kỳ cũng cam kết Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ hành động chống lại các mối nguy hiểm chung. Trong trường hợp này, có thể hiểu rằng mối nguy hiểm chung là Trung Quốc. Theo ông Trần Dịch Phạm, trợ lý giáo sư ngoại giao và quan hệ quốc tế tại Đại học Đàm Giang ở Đài Loan. Tokyo có thể can thiệp nếu máy bay hoặc tàu quân sự của Mỹ bị Trung Quốc tấn công, hoặc nếu tên lửa của Trung Quốc tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Ông Trần nói thêm, nếu eo biển Đài Loan hoặc các vùng biển xung quanh nằm trong tầm kiểm soát của Trung Quốc, Nhật Bản sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả. Tiến sĩ Trương Thiên Lượng, một nhà bình luận tin tức đã chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này. Ông nói rằng, Bắc Kinh sẽ không dám tấn công Đài Loan bằng mọi giá như họ tuyên bố nếu xét về cái giá phải trả. Và đến đây, mục phân tích và bình luận của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.